Đây này, mẹ tớ mới cho 50.000 để ăn quà vặt đây này. Ôi, mẹ bạn cho bạn nhiều tiền thế. Tớ thích nhất nhá là cái kem đậu đen nhá, vừa ngon, vừa thơm, ngon lắm. Tớ cũng rất là thích ăn kem đậu đen. Thế á? Ai mua kem đậu đen đây? Vừa ngon, vừa ngon. Đấy, tớ nhắc đến kem đậu đen là nó có đậu đen luôn kìa. Ồ, hay thật đấy. Này, đi ăn cùng tớ đi, đi. Chắc là thôi rồi. Tớ không đi được. Sao vậy? À, tớ vừa nhớ ra là nhà tớ có việc bận. Thôi bạn cứ đi ăn kem trước đi nhá. Thế tớ đi đây nhá. Ừ. Mẹ bạn ấy cho bạn nhiều tiền thật đấy. Còn nhà mình nghèo, cho nên từ bé đến giờ mình chưa được ăn que kem nào bao giờ. Ước gì cũng có một lần mình được ăn kem đậu đen giống như bạn ấy nhở. Ai mua kem đậu đen đây? Cô ơi, bán cho cháu 2 cây. Ừ, cháu lấy 2 cây à? Vâng. Đây, dạy cháu xin. Yeah, mình phải ăn hết cây kem này mới được. Sao bạn giờ không vào ăn nhỉ? Chắc là bạn đấy không có tiền rồi. Kem ngon thế. Kem nhà cô làm đấy. Thế hả cô? Ừ. Mẹ ơi, mẹ ơi. Con gái mẹ mới đi học về à? Vâng ạ. Mẹ ơi, sao mà nhà bạn Tú nhiều tiền thế? Sáng nay bạn Tú được mẹ cho 50.000. Bạn Tú mua kem đậu đen ăn. Con cũng rất là thèm ăn kem đậu đen. Hay là mẹ có thể mua cho con một que không ạ? Mua kem thì mẹ không có tiền mua cho con, nhưng mẹ có thể cho con cái này. Cái gì vậy mẹ? Đi theo mẹ. Vâng ạ. Đây, của con đây. Wow, mẹ nấu chè đậu đen à mẹ? Wow, nhìn ngon quá. Con ăn nha mẹ. Con ăn đi cho mát. Vâng. Thế nào? Mát lạnh và rất là ngon luôn mẹ. Độ ngọt vừa tới. Đây để con giúp cho mẹ nha. Đấy mẹ. Có ngon bằng kem không? Vẫn ngon hơn kem ngoài quán nữa đấy mẹ. Cho con ăn đi. Vâng. Mẹ tớ mới mua cho tớ cái váy đẹp chưa đây này. Wow, váy của bạn đẹp thế. Thế bạn đã mua váy chưa? Cuối tuần này đi thi múa đấy. Mình cũng rất là thích cái váy của bạn. Để tối tớ về tớ bảo mẹ tớ mua cho tớ. Ừ, thế đi học đi. 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 Mẹ ơi. Ơi, đi học về rồi hả con? Vâng ạ. Mẹ ơi, cuối tuần này bọn con đi thi múa nhưng mà con không có một cái váy nào cả. Hay là mẹ có thể mua cho con một chiếc váy không ạ? Bây giờ thì mẹ chưa có tiền mua váy cho con, nhưng mà mẹ sẽ chỉ cách cho con kiếm tiền để tự mua váy cho mình. À, mẹ ơi, con có ý kiến này mẹ. Ở lớp con có rất là nhiều bạn thích ăn chè đậu đen luôn. Khi nào đi học về cũng rẽ vào quán ven đường để mua chè đậu đen ăn. Thế thì con cũng sẽ mở một quán chè đậu đen nhỏ và làm ra nhiều cốc chè đậu đen nhưng mà bán rẻ hơn một chút. Thế thì những bạn ít tiền cũng có thể mua được chè đậu đen ăn. Mẹ thấy như thế nào hả mẹ? Ồ, thế ý kiến hay đấy. Thế thì từ nay con sẽ làm đi nhá. Vâng ạ. Đi. Tiên, quán bán chè mời các bạn vào ăn chè nha. Đây. Wow. Em ăn đi nhá. Vâng. Ngon thế. À, mà chị ơi, bao nhiêu tiền một cốc vậy? À,
chè này chị chỉ bán 5.000 một cốc thôi. Ui, chị nấu chè ngon thế này mà có 5.000 thôi á? Ừ, đây em giả chị này. Ừ, chị xin, nhớ vào ủng hộ chị nữa nhá. Vâng. Nhìn nào, thế. Có ngon em? Có quá. À, em nhớ gọi bạn của em vào đây mua ủng hộ chị nữa nhá. Vâng. Cho cốc chè chị ơi. Đây, có ngay đây. Đây, của quý khách đây ạ. À. Xin. Ơ, bạn Tú đấy phải không? Ơ, Dương phải không? Đúng rồi, mình đây. Ngày xưa bọn mình học cùng nhau, sao bây giờ bạn thành công làm cái quán tột đùng như thế này? Mình thì ăn bám bố mẹ mãi. Bạn có bí quyết gì chia sẻ cho mình với? Có gì đâu, đây đều là những bài học mà từ bé mẹ mình đã giảng dạy cho mình. Mẹ mình bảo là phải có ước mơ, dám ước, dám làm, phải làm thì mới thành công. Các bạn ạ, nếu như các bạn có ước mơ điều gì đó, thì các bạn hãy cố gắng nỗ lực hết mình, không ngừng rèn luyện, không ngừng học hỏi thì ắt sẽ thành công nha. Và các bạn đừng quên nhấn like, đăng ký, rung chuông để ủng hộ chúng mình nhé. Chào các bạn.